tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững với những nội dung chính như sau. Một, tập trung chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân ngày càng tốt hơn. Hai, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm để tạo niềm tin, sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư ngày càng nhiều ở tỉnh ta. Ba, chăm lo phát triển văn hóa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sắp xếp kiện toàn bộ máy gắn với chủ trương tinh giảm biên chế, nâng cao năng lực phẩm chất của đội ngũ cán bộ công chức, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của người dân chúng ta. 4. Tăng cường quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh biên giới biển đảo. 5. Thường xuyên giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với thường trực hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, với ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức đoàn thể, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận trong toàn hệ thống chính trị, thường xuyên gần gũi nhân dân, lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân để chỉ đạo các ngành các cấp giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người dân.